Dạ, Ngọc xin kính chào ông bà cô chú chị em và các bạn trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món đó là chăn gà ngâm xả tắc. Thì bây giờ Ngọc đã chuẩn bị rồi một mẹt đây. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc món chăn gà ngâm xả tắc này nha, rất là ngon đây nè, đặc biệt là cái nước chấm siêu ngon siêu cay luôn. Chăn gà thì Ngọc đã rút xương mấy cái móng rồi đó, như thế này thôi nè, trắng nõn non luôn, trắng hơn Ngọc luôn. Rồi bây giờ ăn nha cả nhà, Ngọc mời cả nhà nha. Đó, cái nước chấm này là ngon cực kỳ rồi. Bây giờ Ngọc mời cả nhà nha. Tiên tiên. Ngon. Ngon quá. Nước chấm ngon lắm cả nhà ơi, nhưng mà hơi cay. Ngon dữ. Ngon. Nhức cái nách luôn. Ngon. Ngon lắm anh ơi. Trời ơi, cái chén muối ớt này thiệt tình nó ngon. Ngon. Mời cả nhà cái chân bự bự nha. Ngon. Mời cả nhà nữa nha, cái này bự rồi. Ngon. Thank you.
Ngon. Cay quá. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.